Xin chào các bạn, mình là Trinh Nguyễn đây. Mình hiện đang kinh doanh chuỗi spa hệ thống thẩm mỹ viện Eva Spa. Sau đây là phần feedback thực tế của khách hàng sau khi laser chị làm tại Eva nha. Da chị bây giờ cứ như da em bé. Thích mà. Hợp vía, hợp công nghệ xong lại hợp cả tế bào gốc chị nhỉ. Bôi mỗi tế bào gốc thôi đúng không? Bây giờ da em chị bảo chị là bôi cả cái kem kia nhưng mà chị người chị chả bôi kem, bôi muốn tế bào gốc xong thôi. Thế mà da chị so với cách đây mấy tháng em gặp khác một trời một vực luôn đấy. Mấy chị cơ quan chị bảo là làm ở dưới khu vực gần nhà. Xong mấy chị cơ quan chị bảo gì? Có bảo tiếc không? Xa, vì con bé không biết con bé nó cũng gần mặt nó cũng nhiều mụn. Da nó thì không được đẹp như da chị, da nó đen như da chị. Nhưng mà da nó không bình thường, da nó cũng không đẹp như da chị. Nhưng mà nó cũng nhiều mụn, nấm nấm ở đây cũng nhiều mụn. Vâng. Hà Đông. Tận Hà Đông. Xa chẳng đi được. Vâng. Đi làm trên kia không, nhà ở Hà Đông chẳng đi được. Hà Đông đi ra đây thì hơi xa. Thế ra mà chị chơi với hàng xóm ở đây thì còn giới thiệu cho em được đúng không? Xóm đây chẳng có ai. Vâng. Công nhận ra chị chỉ đi cơ quan làm thì người cùng nhau làm ấy. Vâng. Thì nhìn đến thích thì mới kiểu mới có động lực để đi. Vâng. Làm ấy. Đúng thật. Chứ còn không ai đi thì cuối cùng mình chẳng thấy, nhưng mà kiểu cứ có người đi làm nên vui nhau đi làm. Vâng. Với cả mình làm hiệu quả thì mình lại có động lực chị nhờ. Lại động lực rủ bạn bè.